Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Nhà Thông Minh Kobi chúng tôi. Thì hôm nay trong cái chuỗi series tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn những cái mẫu máy hút mùi đến từ thương hiệu Nakagawa, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu sản phẩm nó có tính năng cũng rất là đặc biệt và cũng khá là mới trên thị trường, và cũng không phải hãng nào cũng có cái tính năng này. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay nhé. Đó là model của Nakagawa với cái model nó là LKCH08M70. Và trước mắt quý vị đây chính là cái model mình vừa giới thiệu cho quý vị của bạn, đó là LKCH08M70 với thiết kế mặt kính cong. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là mặt kính cong nhé, là mặt kính cường lực này, rất là dày, với độ dày của nó là 4mm và có khả năng chịu lực rất là cao. Và cái chiều dài của nó là 70cm từ trái qua phải, và chiều sâu của cái kính này, của cái máy này luôn, đó là 450mm. Và chiều cao của nó tính từ cái điểm thấp nhất cho đến cái điểm cao nhất là phía trên này, đó là 495mm. Và với cái sản phẩm này thì có công suất hút là 200W. Và sản phẩm này thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái mặt điều khiển của mặt bếp này. Nó là bằng cái phần kính rất là màu đen, rất là sáng bóng đẹp, in hình nổi rất là rõ ràng. Thì chúng ta có là đây là nút bấm cảm ứng này. Đó. Và chúng ta có thể thấy rằng là nó khi máy hoạt động ở chế độ số 1, chúng ta nghe rất là êm. Và chúng ta cần tăng cái tốc độ hút của cái quạt lên. Từ số 1 này, số 2 này. Tiếp tục chúng ta thử số 3 nhá. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Đó. Là đây là cái công suất tối đa của cái máy hút mùi Nakagawa. Cái model là LKCH08M70. Và bên cạnh đây là một cái nút hình cái đèn, là khi tức là khi chúng ta nấu, chúng ta bấm vào đây này. Đó, chúng ta sẽ được hỗ trợ trong quá trình nấu nướng để chúng ta quan sát quá trình nấu của chúng ta được rõ và thuận tiện hơn rất là nhiều. Và cái độ ồn của cái này thì được đo với là 59 decibel. Đó, bảo hành thời gian 5 năm, 1 đổi 1 trong 1 năm đầu tiên. Những năm tiếp theo thì quý vị và các bạn khi chúng ta có sự cố về cái sản phẩm này thì chúng ta gọi điện lên đến cái số hotline của tổng đài của hãng, thì hãng sẽ cử nhân viên đến tận nơi để bảo hành cho chúng ta. Chúng ta không phải bê mang đi đâu cả, chúng ta để nguyên tại nhà và hãng đến tận nơi để chúng ta để bảo hành. Đây là cái việc mà rất là thuận tiện, dễ dàng, và chúng ta không phải lo lắng vấn đề sau khi chúng ta mua một sản phẩm này rồi chúng ta phải lăn tăn cái vấn đề chúng ta suy nghĩ, chúng ta sau này sự cố chúng ta bảo hành chúng ta phải tháo lắp ra rất là phức tạp, rồi chúng ta mang đến trung tâm bảo hành, rồi chúng ta lại trở về để chúng ta lắp đặt lại. Có lẽ là cũng ít khách hàng biết đây là cái gì. Đây chính là cái mắt này để kết nối đồng bộ với cái bếp từ thương hiệu Nakagawa. Và không phải tất cả model nào thì nó có sự đồng bộ như này. Chỉ một số cái model mà phân khúc cao cao một chút, giá tiền nó đắt một chút thì nó sẽ đồng bộ. Giữa cái việc mà khi bếp từ hoạt động là hút mùi nó cũng hoạt động theo. Bởi vì khi chúng ta nấu nướng thì đương nhiên là chúng ta cũng cần hút mùi. Bất kể là chúng ta đun nước hay là chúng ta chiên xào rán hay gì đó thì lập tức là cái này nó sẽ đồng bộ và không phải tác động lên trên máy hút mùi này nữa. Và khi chúng ta bấm, tốc độ của cái bếp, công suất của bếp càng cao thì cái hút mùi càng lớn. Cái mình thấy là rất là thích của cái sản phẩm Nakagawa như này. Và đây chúng ta nhìn thấy đây là khay chắn mỡ nhé. Nó chỉ có một khay thôi và chúng ta có thể tháo này ra. Đó. Đó. Và đây là động cơ tuabin này. Ở trong này thì chúng ta sẽ có hai bên sẽ là có cái lớp than hoạt tính, và để khử mùi, để trả lại cho chúng ta có không khí rất là trong lành khi mà thoát ra ngoài. Đó, một tay chúng ta cũng có thể làm được cái việc này. Chúng ta ấn vào đây và chúng ta gỡ nó ra, và tương tự khi chúng ta lắp lại chúng ta ấn vào đây. Đó, rất dễ dàng. Ở đây thì đây là cái lớp ni lông để bảo vệ trong quá trình chúng ta vận chuyển, và trước khi hoàn thành xong thì chúng ta cứ để nguyên, và sau khi lắp đặt xong thì chúng ta mới gỡ nó ra, chứ không phải là nó bị chảy xước gì đâu nhé. Quý vị và bạn lưu ý cho mình, đây là cái lớp ni lông bọc. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Nakagawa với model LKCH08M70. Đó là cái máy hút mùi có tính năng đồng bộ với cái bếp từ. Đây là một cái mà mình đánh giá rất là cao về mặt công nghệ cũng như là về mặt ý tưởng, để giúp cho quý vị và các bạn rất là thuận tiện trong cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Chúng ta không cần phải thao tác quá nhiều trên cái thiết bị
Và khi mà chúng ta thao tác trên bếp thì lập tức cái máy hút mùi nó cũng đồng bộ, nó hoạt động theo đúng cái công suất và bếp đó. Tức là khi chúng ta đun càng nhiều, chúng ta cung cấp công suất càng lớn thì đương nhiên là cái máy hút mùi nó cũng hoạt động tương tự, đồng bộ theo. Và để làm sao mà nó làm cho chúng ta có một cuộc sống trở nên tiện ích hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn. Đây là những cái mà mình đánh giá rất là cao đến về mặt ý tưởng của thương hiệu Nagakawa. Và ngoài ra thì có một cái rất là đặc biệt, đó là cái chính sách bảo hành của bên hãng Nagakawa mình đánh giá rất là cao. Bởi vì họ có xây dựng được hệ thống bảo hành trên 63 tỉnh thành. Nếu như quý vị và các bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái thương hiệu Nagakawa với cái sản phẩm bếp như này, thì quý vị và các bạn có thể yêu thích với cái sản phẩm, cái cách mình review, mình đánh giá về cái sản phẩm, cũng như là tin tưởng ở phía bên nhà thông minh Gobi, thì quý vị và bạn hoàn toàn có thể đặt hàng. Thì bên mình sẽ gửi và ship hàng toàn quốc. Thì với chính sách là bên mình sẽ miễn phí hoàn toàn cho những khách ở tỉnh xa, thì quý vị và bạn đặt hàng thì bên mình sẽ đóng gói vận chuyển rất là chắc chắn, và khi hàng đến tận nơi, quý vị và bạn có thể mở ra kiểm tra chất lượng hàng cũng như cái về mặt hình thức của cái sản phẩm này là rất là tốt. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì quý vị và bạn họ chụp ảnh, quay video phản hồi lại thì bên mình sẽ bảo hành quý vị hoàn toàn không hề mất phí gì trong cái việc mà chúng ta hồi lại cái hàng đó. Đây là một cái mà bên mình cũng đang nỗ lực để làm sao mà phục vụ khách hàng được tốt hơn. Và sắp tới thì bên mình sẽ có những chính sách để phát triển cộng tác viên. Nếu như quý vị nào mà đang quan tâm, chúng ta muốn nâng cao cái thu nhập của bản thân và chúng ta yêu thích một cái dòng sản phẩm để phục vụ cho cuộc sống tiện ích hơn, cho những ngôi nhà mà trở nên tốt đẹp hơn, thông minh hơn và an toàn hơn, thì quý vị và bạn hãy comment để lại thông tin hoặc là nhắn tin trên Zalo số điện thoại của mình với cái số điện thoại là 0355003003, thì bên mình sẽ gửi cho quý vị và bạn những cái tài liệu, những cái chính sách để chúng ta trở thành những cái đối tác để làm ăn, kinh doanh và để cùng nhau phát triển. Thì quý vị và bạn hãy comment trên cái video này hoặc là trao đổi với mình thông qua số điện thoại Zalo 0355003003. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.